Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay có những chủ đề rất căn bản và quan trọng, và có một sự sắp xếp từ Cựu Ước được tiên báo với hình ảnh người tôi trong đau khổ trong bài đọc ngột sách Isaiah. Đây được trích đoạn những câu cuối cùng của bài ca thứ tư, từ chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12 của sách ngôn sứ Isaiah. Và những câu cuối để cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đã làm cho hình ảnh người tôi chung đau khổ ấy rõ nét và đi đến cái kết cục của số phận mình là người tôi chung như thế nào. Ngài đến để gánh tội cho nhân loại chúng ta, và cái hình ảnh đó đã tiên chứng cho Đức Kitô Chúa Giêsu, Chúa chúng ta hôm nay. Chúng ta được mời gọi để ôn lại lịch sử cứu độ mà thời Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã loan báo cái điều đó cho chúng ta, và đã làm cho hình ảnh người tôi chung rõ nét để chúng ta chiêm ngắm một Đức Kitô trên thánh giá như thế nào ngày hôm nay, với tất cả những gì Ngài đã thực hiện đúng như lời tiên tri mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Một Đức Kitô chúng ta chiêm ngắm trên hình thánh giá có chữ Inri. Inri nghĩa là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Có lẽ cái điều đó là ước mơ không phải chỉ hai anh em Gia-cô-bê mà chúng ta nghe hôm nay. Xin Thầy cho hai anh em chúng con, Gia-cô-bê và Gioan, được ngồi bên hữu và bên tả Thầy. Cái ước mơ đó là Thầy là vua. Thầy là vua Do Thái, vua Israel đó, như là cái lời các ông ước mơ. Thì chúng con cũng có thể là thủ tướng, chúng con cũng có thể làm bộ trưởng này kia, bên hữu bên tả Thầy. Khi mà đọc đến đây, nhiều khi đó là cái lòng ước muốn của chính tôi, của tất cả ông bà anh chị em. Mình theo Chúa, mình đến với Chúa, đến với nhà thờ mỗi ngày,
chắc chắn mình cũng cầu xin điều này điều kia, mình cũng ước ao, mình cũng khát khao được ngồi bên hữu bên tả, nghĩa là cái cuộc sống được bình an, được hạnh phúc, được ấm êm, gia đình mọi sự tốt đẹp, công ăn việc làm, sự nghiệp vân vân và vân vân. Nếu như nhà người ta có điều kiện này thì xin cho con cũng được có điều kiện như thế và hơn thế nữa. Cái đó là cái bình thường, cái khát khao của con người yếu đuối yếu hèn của chúng ta. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu đã làm cho hai ông và nhắc nhở mỗi người chúng ta để chúng ta theo Chúa để được cái gì và như thế nào, cái điều nào mà chúng ta cần để lo lắng cho cái cuộc đời của mình. Bên hữu bên tả thầy thì cũng sẽ chết, cũng chẳng còn cái bên phía phải bên phía trái nữa, hay là điều kiện này điều kiện kia rồi cũng sẽ tan biến đi. Vì cái gì mình theo Chúa để được trường tồn vạn đại, thưa đó là ơn cứu chuộc của Đức Kitô trên thánh giá. Cái ơn đó cao trọng, nhiều khi mình nghĩ là thôi chết thì mới cần, còn bây giờ sống thì chúng con cần tiền bạc, cơm áo, gạo tiền này Chúa ơi. Nếu không có thì chúng con không thể đến với Chúa được, chúng con không thể theo Chúa được. Cái điều đó cũng đúng thôi anh chị em. Nhưng một Đức Giêsu đã đến thế gian này, tự hủy mình ra không, chút bỏ hết mọi vinh quang trên trời để cùng với chúng ta, sống giữa chúng ta, ngoại trừ tội lỗi giống như chúng ta mọi sự. Tự hủy mình ra không nghĩa là không còn một cái gì cho riêng mình nữa, mà không phải tội của mình mà gánh lấy tội nhân loại chúng ta. Đó là cái điều chúng ta cảm kích một Giêsu Kitô đã sống như vậy. Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người. Với bài đọc 2 gửi tín hữu Hiếp-ri, chúng ta thấy cái tước hiệu một vị thượng tế băng qua các tầng trời không phải là để vinh danh người, không phải để người được hãnh diện kiêu căng cho bằng. Đó là cái phần thưởng lớn lao, mà đó là cái chức tư tế cao trọng mà Chúa Giêsu đã truyền lại ngày hôm nay cho các linh mục. Khi các linh mục dâng lễ như chúng con thì chúng con ý thức đó là thừa tác, thừa tác cùng thay mặt Đức Kitô để nói lại và nhắc đi nhắc lại chúng ta nhớ rằng chỉ có một vị thượng tế siêu phàm cao vời, đó là một Đức Giêsu Kitô mà thôi. Còn tất cả chúng ta là nhân loại yếu hèn, chỉ thích người ta phục vụ mình, chỉ thích mình được cái này được cái kia hơn là mình phục vụ người khác. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đã uốn nắn hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê: anh em à, hãy cùng với thầy lên Giê-ru-sa-lem để thực hiện chén đắng mà Chúa Cha đã trao ban, còn việc ngồi bên hữu bên tả thầy thì không có quyền cho. Chắc chắn rằng những tháng năm còn lại của các tông đồ, chúng ta thấy các ông đi ra để loan báo tin mừng ơn cứu độ và đã lãnh phúc tử đạo như các tông đồ ngày hôm nay chúng ta có những lễ kính các ngài. Và như đầu lễ chúng ta nhớ đến công cuộc truyền giáo mà Hội Thánh luôn luôn nhắc nhở mỗi chúng ta, cũng là thừa tác, cũng là những ngôn sứ tổng phổ quát để chúng ta loan báo tin mừng. Thống kê niên giám của Giáo hội Công giáo chúng ta năm nay vào ngày 17 tháng 10, nghĩa là ngày thứ năm vừa rồi, gần 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới, tăng gần 14 triệu người so với năm trước. Nhìn con số tăng thì mình mừng, nhưng tăng chỉ ở châu Phi là nhiều nhất, rồi đến châu Á, châu Mỹ một chút,
châu Âu giảm sút. Một cái bức tranh châu Âu giảm sút thì chúng ta thấy gì? Ngày xưa châu Âu là cái nôi Công giáo đã đến Việt Nam, các cố Tây Thừa Sai đã loan báo tin mừng trên đất Việt chúng ta thế nào. Mà ngày hôm nay một cái bức tranh màu xám ảm đạm như thế. Và thậm chí chúng ta cũng phải có bổn phận là đi ngược lại sang châu Âu để mà cùng với họ gìn giữ đức tin. Thế thì chúng ta thấy lời mời gọi là hãy ra đi và mời gọi mọi người vào dự tiệc, tiệc của Thiên Chúa, tiệc thánh thể mà chúng ta sắp cử hành đây, và thánh lễ để cho mọi người chúng ta thấy làm sao họ nhìn thấy được cái khuôn mặt của lòng thương xót Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô, để cho họ cảm nghiệm được cái đức tin của mình. Nguyên nhân đâu mà giảm sút, nguyên nhân đâu mà các nhà thừa đóng cửa phải bán đi, vì có lẽ cũng một phần chúng ta phải đấm ngực ăn năn, vì tất cả chúng ta là những người Kitô hữu mang danh Đức Kitô mà chúng ta chưa sống trọn vẹn giống như Đức Kitô. Ngày hôm nay với tất cả tâm tình yêu mến giáo hội và ý thức bổn phận truyền giáo của mỗi chúng ta cầu nguyện và cùng với giáo hội, với tất cả những gì chúng ta làm được để mở mang nước Chúa, để làm cho tất cả mọi người đã xa rời đức tin, đã lung lạc đức tin, thì có ơn lành của Chúa để họ trở về với tình yêu thương của Ngài, nhận ra lòng thương xót và khoan dung của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Vì tôi tớ trung thành, một thượng tế tuyệt vời và một người tôi trung đến để phục vụ, để làm cho mọi người được mọi sự tốt đẹp. Đó là tất cả những chủ đề mà chúng ta được nhắc nhở trong thánh lễ này, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho tất cả mọi người nhận ra với tất cả những gì mà họ có cái lòng nhiệt tâm, thành tâm, thiện chí xây dựng hòa bình, xây dựng bình an nước Chúa. Amen.